Chào các bác nhá. Đặc biệt xin chào các bác thợ đánh chim sẻ mùa 2018 nhá. Hôm nay shop Tân Ánh Sông Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bác một cái mẫu loa check chuyên cho đánh sẻ, dành cho thợ đánh chuyên nghiệp nhá. Các bác đánh chuyên nghiệp, đánh kiếm cơm kiếm gạo ấy, là cái loa này là đánh cực kỳ hiệu quả nhá. Loa check âm thanh chim sẻ rất là hay. Đây là cái hình thức của cái loa này, loa check này các bác này. Thế còn đầu tiên đây thì để cho các bác nghe thử âm thanh của nó đã nhá. Đây. Thế còn sau như nào tôi giải thích thêm. Rồi, giới thiệu kỹ thêm với các bác nhá. Đây là cái loa check chuyên cho đánh sẻ, với âm thanh tiếng sẻ rất là chuẩn, trong thanh, không có ồn, mà nó không có bị quá thét, quá ráp tiếng như là cái check Thạch Anh nhá. Cái dòng này là đã được anh em đánh sẻ, đánh thợ đánh chuyên nghiệp ấy đã kiểm định rồi, dùng rất là ưng ý. Thì đây là cái miệng check nguyên bản như này. Thì đối với cái check này thì các bác mua về các bác sẽ chế vào loa điều khiển từ xa nha các bác nhé. Chế vào loa điều khiển từ xa, ví dụ như là loa 898 hay loa E76 thì các bác chế như nào thì các bác chế nhé. Có thể các bác khoét ở ngoài này, xong các bác thả nó vào để đưa cái miệng này ra ngoài, hoặc là các bác cắt đi. Như tôi đây tôi sẽ hướng dẫn các bác là cắt ngắn đi. Cái này là cái phễu, các bác cắt đi là hoàn toàn không ảnh hưởng nhé. Cắt đi để thả vào bên trong của loa nhé. Thả bên trong của loa. Ở đây là tôi làm được cái mẫu loa VKE898 loại đời 2018 nhé các bác nhé, loại điện sạc 10V. Đây, ví dụ như là cái này có thể là chế vào trong loa E76. Đây là cái loa E76 này, tôi đã chế rồi, tôi đã chế cái con check này vào trong này rồi nhé. Các bác chơi loa, các bác là thợ đánh sẻ ấy, thì các bác cũng nắm được ngay là với cái loa nguyên bản này này. Loa này là loa nguyên bản, loa zin đi theo cái loa điều khiển từ xa E76 hay 898 thì vẫn là cái mẫu loa này nhé, là cái mẫu loa bát. Loa màng giấy thì khi các bác đánh sẻ nó có nhiều âm bát, nó sẽ gây ra ồn tiếng, xì tiếng, nó không hiệu quả nhé. Thế còn tiếng sẻ chủ yếu là âm check và âm chung là nhiều, chứ còn âm bát là rất là ít. Thì để mình khắc phục cái nhược điểm đấy thì chúng ta sẽ dùng cái loa check này. Thì với loa check này cho ra âm thanh tiếng chim sẻ rất là hay. Tôi sẽ thử cái loa E76 này, là tôi đã độ rồi nhé. Đã độ rồi. Đây. Thank you.
khi lắp cái loa check này vào trong này thì nó cho âm thanh rất là tốt nha các bác nhá. Chế vào loa E76 này thì là cực kỳ, nó nhỏ gọn, hợp lý, nó lại nhẹ. Khi mình làm thế này nó chỉ còn có 200g thôi, các bác rất là dễ treo. Các bác lưu ý nhá. Cái loa E76 này thì là pin nó lại không bền bằng cái loa 898. Bằng cái loa VKPE898 đây này. Mà hiện tại nhá, hiện tại các bác tôi giới thiệu với các bác là cái loa check chuyên đánh trẻ thì các bác cần nhu cầu thì các bác mua cái loa check này riêng và các bác tự chế tự đấu nhé. Thế còn về cái cách đấu thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bác chi tiết. Là các bác chỉ nói thêm với các bác là các bác cưa cái phễu này đi, cưa cái phễu này đi thoải mái nhá, không ảnh hưởng gì hết. Đây này, các bác lấy máy cưa hay là cưa tay, các bác cưa đi thoải mái nhá. Ở cái phần chính ấy, nó nằm ở trong này, các bác có cưa cụt đi ấy, không hề ảnh hưởng một tí nào hết nhá. Thế còn các bác để nguyên này cũng được, tùy các bác. Các bác cưa ngắn đi, các bác để chế vào trong. Thì các bác có thể mua cái loa này không về để chế này. Thì giá thành của một cái loa này nhá, shop đang bán là 110.000 nhé các bác nhá. 110.000 cho cái loa check như này nha các bác nhá. Loa check này 110.000 là chưa có cước này. Đấy. Loa check này cho âm thanh tiếng sẻ rất là tốt. Thế còn các bác nào mà muốn độ thêm vào loa điều khiển từ xa, đây ví dụ như cái này, cái mẫu này là cái mẫu VKPE898 tôi đã độ sẵn đây này, đã độ sẵn trong này rồi nhé. Thì các bác bảo shop thì shop sẽ làm cho các bác luôn. Đây, đấy, cho ra âm thanh rất là tốt. Để đối với cái check này ấy, thì các bác phải độ trên cái loa là loa điện sạc 10V nhé. Điện sạc 10V có nghĩa là pin quả pin to ấy, quả pin của nó dùng 7,4V này này, thì cái mạch nó mới lớn, nó mới đủ công suất để chạy được cái check này nhé. Thế còn cái loa mà loa 898 điện sạc 5V mà pin 3,7V ấy, pin một quả nhỏ ấy, thì nó sẽ không đủ tải để chạy cho cái check này. Các bác lưu ý kỹ là như vậy nhé. Độ là sẽ độ trên cái loa điện sạc 10V. Thì các bác có thể độ trên VKPE898 hoặc là loa E76. Khi các bác loa E76 ấy thì được cái nó nhỏ gọn thôi, nhưng mà độ ổn định, độ bền về pin và ổn định thì không tốt bằng cái VKPE898 2018 này nhé, phiên bản mới nhất này. Thì bây giờ cái loại 2018 này là hàng đang sẵn có, đang rất là nhiều. Còn hàng E76 hiện giờ đang cháy hàng các bác nhé. Hiện giờ đang cháy hàng, không nhập được. Hình như là xưởng nó làm chậm quá, nó không làm nữa nhá. Đặt rất lâu rồi mà chưa có về được. Thì bây giờ là đang cái 898 hay 018 đang nhiều hàng nhá. Các bác có nhu cầu độ loa check này vào thêm ấy thì bây giờ shop chỉ nhận độ cái loa check này vào trong cái loa VKPE898 2018 mới phiên bản tắt nguồn cho dây điều khiển nhá. Nó mới nhất. Thì đây tôi hướng dẫn các bác đây, tôi đã làm sơ rồi này. Các bác cắt ngắn đi. Cắt ngắn đi nhá. Đây. Các bác cắt hết cái này về biển này đi này. Xong các bác thả trong này. Kiếm cái dây có rắc hàn vào đây. Âm vào âm, dương vào dương nhá. Các bác chỉ phải cắm vào mạch của loa thôi. Đây. Rồi là các bác thả vào trong này là nó vừa luôn nhé các bác nhá. Nó vừa luôn đấy. Đây, bật thử lên này. Đấy. Cho âm thanh rất là tốt. Xong các bác đảo đây. Các bác úp ra lại nhé, úp ra lại. Đấy, như này là đã hoàn thành các bác nhé. Đấy, như vậy là đã hoàn thành. Các bác có nhu cầu muốn độ luôn thì shop sẽ lấy cái loa bát ra, lấy cái loa bát này ra bỏ ra ngoài và lắp cho các bác cái loa check chuyên đánh sẻ này nhé các bác nhé. Đấy các bác lưu ý đấy. Cái loa check này thì là giá là 110k một cái, chưa có bao phí ship nhé các bác nhé. Thế còn cái loa
VKPE898 này thì tính theo giá loa và cộng thêm giá check. Thì các bác có cần gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với shop để biết thêm thông tin nữa nhé. Giới thiệu với các bác là cái mẫu loa check chuyên dành cho anh em đánh sẻ chuyên nghiệp các bác nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái cách làm nhé. Rồi xin chào.